Cam ăn gì đấy? Cam ăn sữa chua với việt quất. Úi, ăn hết rồi, mút hết rồi. Ngon không? Con ngồi thẳng đấy. Này mẹ cho con dưa chuột này. Còn miếng này hơi to nha. Trưa nay Cam ăn trái cây, Cam ăn à? Cam ăn dưa chuột này, chuối và việt quất nha. Rồi thế mẹ xin cái này nhá, mẹ cất nhá. Con ngồi thẳng lên. Cảm ơn. Ngon không? Bật cái điện cho sáng. Gì? Mẹ ăn với Cam nhé. Dưa chuột ngọt nè. Mát không? Dưa chuột mát không? Con ngồi thẳng lên con. Chân này. Blueberry. Này mẹ cho con blueberry. Này. Ngồi thẳng ấy, ngồi thẳng ấy. À con chưa cầm được hả? Con chưa cầm được cái quả đấy hả? Tí mẹ bón nhá. Con nhúp được không? Con dùng hai tay nhúp này. Con nhìn mẹ. Chuột mát nha. Ngon không? Cao mà đánh răng bằng dưa chuột. Mẹ mua bàn chả cho em mà mãi chưa về nhờ. Để tí mẹ kiểm tra nhé. Nắm được rồi, nắm được quả. Được miếng để quất mà nắm chặt trong tay quá, chưa cho được vào mồm. Cái đã nát rồi. Nhìn gì con?
tay này cầm khỏi cái quét này. Mẹ con nhìn mẹ này. Này, mẹ cầm cái quét lên này. Mẹ cầm bằng hai ngón tay con thấy không? Đấy, con ăn đó. Đây. Nhai kỹ vào nhá, nhai kỹ vào nhá. Nốt chưa? Cầm nốt chưa? Cầm há mồm mẹ xem. Đang học cách cầm. Đang học mẹ đấy. Đang học mẹ cách cầm bằng hai ngón đấy mà chưa cầm được đấy. Nốt rồi. Mẹ làm lại nhá. Mẹ làm mẫu này. Ôi, con cầm nát. Ôi, chưa dây rồi. Cầm này. Con ngồi thẳng thế nào con. Con cứ đổ nhá. Đâu rồi? Việc quất đâu rồi này? Con cầm được như mẹ không? Con cầm được hai ngón như mẹ không? Chưa cầm được nhỉ? Thì mẹ giúp nhá. Này. Không, không. Ôi, tự cầm mẹ. Ui, vào rồi, yeah! Yeah, hai tay. Đập tay mẹ. Ôi, con lại nhả rồi này. Vẫn là thích dưa chuột hơn mọi người ạ. Vẫn là thích dưa chuột hơn. Người ta nhìn đi đâu không biết. Nhìn không chớp mắt luôn. Con nhìn gì con? Nhìn gì đấy? Tập trung vào ăn này. Con ngẩng lên. Đúng rồi, giỏi lắm. Nhai kỹ vào, giỏi. Không nuốt được là ợ lên, nhai lại nhớ chưa. Ngồi, con ngẩng ấy. Ngồi thẳng ấy. Ngồi thẳng ấy. Nhà ăn này. Ngon nha. Ngọt thế. Ngọt thế, việc quất ngọt thế mẹ ơi. Con ăn hết miếng dưa chuột đấy đi mẹ. Tí mẹ cho thêm hai quả việt quất nữa nhé. Cuối tuần rồi bố đi hái nhé. Cuối tuần rồi bố đi hái việt quất với dâu nhé. Không biết người ta còn mở cửa không nữa. Đấy, bắt đầu cầm tập cầm hai ngón này này. Cầm dưa chuột cầm hai ngón. Con nói con ngồi thẳng ấy. Cầm như nào này. Cầm nhìn mẹ này. Cầm ơi. À, đúng rồi đúng rồi. Một tí nữa cố lên cố lên. Đúng rồi lên này. Tài liệu bắt đầu học cầm hai ngón tay rồi. Mẹ cắt thêm việc quất cho con nhé. Mẹ cắt thêm cho con một quả nữa nhé.
đi con, con tìm gì đấy? À. Đây, con phải cầm nhẹ thôi, cầm hai ngón này cũng được. Nhìn cái mắt đờ đẫn ấy, vừa ngủ dậy đấy mọi người. Alexa, turn volume to 4. Cầm, cầm, đúng rồi. Bỏ cuộc à? Cầm khó quá mọi người, mình bỏ cuộc. Mình cứ để đấy là tí nữa mẹ mình giúp mình. Cảm ơn đánh răng à? Nhai, con nhai chứ con nó chừng thế, nhai. Con nó chừng thế. Nhai nhá, nhai, nhai. Con nhai đi. Nhai như mẹ nè. Đúng rồi. Nhai mạnh vào, nhai mạnh vào. Chán rồi. Chán rồi à? Con không muốn ăn blueberry nữa không? Con muốn ăn này nữa không? Để mẹ cắt nhé. Quả hơi chua. Chua. Nhai, con nhai đi, con đừng có nhốt trưởng nhai mà. Đập, đập, đập. Không có đập thế con, đập thế thì hỏng ấy. Ôi dồi ôi, cầm kéo đàn à? Con ngẩng lên, con ngẩng lên mẹ xem.
có nhai mọi người. Nuốt trứng à? Nuốt trứng. Con phải nhai đi. Đi con. Ngồi kìa. Người chân đấy, đây đầu gối đấy. Ngồi kiểu gì ấy. Ngon. Ngồi như cụ ấy. Ngồi vắt chân thế à? Ăn hết đi rồi mẹ. Chân chuối. Ăn hết chưa? Mấy ngày hơi to nhỉ. Ăn mãi không đấy. Tiết kiệm đấy. Nhìn bóng điện mọi người, đang nhìn bóng điện. Thích bóng điện hả? Có muốn làm thợ điện không? Muốn làm thợ điện không? Xong rồi cho làm thợ điện nhá. Thế phải học giỏi vật lý vào. Biết chưa? Rồi. Thôi hết rồi. Nhai đi, con nhai kỹ vào. Ôi dồi. Nước rồi à? Nước rồi à? Thích ăn chuối. Sáng nay thích ăn chuối lắm. Sáng nay mẹ cho nữa. Đây là vỏ con ạ. Cầm vật nhé. Vỏ thơm không? Vỏ chuối thơm không? Cứng, đắng. Vỏ chuối chát lắm. Mình chỉ ăn bên trong thôi, ăn màu trắng thôi nhé. Ôi, ăn một cắm một miếng to rồi. Cái của mẹ, con có nữa đây. Get one hand out. Ôi, cắm một miếng to đùng này. Con ăn cái miếng trong mồm đi đã. Ăn một miếng nha. Nước chưa? Bỏ chuối đâu ăn được con. Thôi tớ đây. Đây. Con cầm hai tay. Ôi chết chết, cắn một miếng to đùng rồi. Ôi. Nuốt đi ạ con. Nhai đi ạ. Nhai chưa? Nhai đi rồi cho. Nhai nuốt, nhai hết đi ạ. Ôi. Nuôi cho cả quả, lúc cả quả mồm nghẹn sao con?
Mẹ cắt miếng ra thì cầm không cầm được tuột, cáo. Nè, ngồi dậy. Gì ấy? Hai con, Tâm ơi. Ăn hết chưa? Con muốn ăn nữa không? Ui ôi hò, ôi hò. Ôi, đây là giấy không ăn được. Con ăn ít một thôi nhá. Này, nuốt hết đi rồi. Nuốt hết chưa? Ăn được không? Con ăn được không? Thì thôi nhá. Ăn được không? Mẹ cất nhá. Con muốn ăn được không? Rồi, thế thôi. Chán rồi. Để uống nước nhá. Nào, mẹ lau tay cho uống nước nào. Bắn nó vào mặt mẹ luôn. Con uống nữa không? Uống một ngụm rồi à? Uống thêm nước vào đi. Không uống nữa à? Con không uống nữa à? Ngả ngớn. Này. Đấy, đóng mút đấy. Biết mút đóng mút rồi, giỏi. Ghê. À. Nước ngon không? Nước ngọt nhỉ? Nước ai đun cho con đấy? Bố đun hả? Phải bố đun không? Tối về cảm ơn bố nhé. Cảm ơn bố đun nước cho con nhé. 3 4 Over the hill and far away. Ôi dồi, Mother Duck. Ôi dồi, ăn chuối. Three little ducks went out all day, over the hill and far away. Mother duck said quack 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 quack, but only three little ducks came back. Two little ducks went far away, over the hill and far away. Mother duck said quack 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 quack, but only quack quack came back. Con mời. Ôi, mời ai đó? Con mời ai uống nước đó? Ăn xong chưa? Xong rồi nhá. Hôm nay là em có hai một cái răng nữa đang mọc rồi. Chắc có hai cái răng, chắc là cậu bé. Con nào nhé? Ăn chuối đầy bụng à? Ăn chuối đầy bụng à? Phải ăn chuối đầy bụng không? Hả? Phải ăn chuối đầy bụng không? Đổ. Ôi cầm này, cầm cái bình nước ghê không? Đấy, nhìn uống kìa. Uống kiểu gì không biết. Nhưng mà thay rượu ấy. Cảm thấy rượu con. Ngồi nhỉ nha. Úi thôi. Thôi rơi là mất. Thôi nhá. Mẹ đi rửa tay cho nhá. Để chơi nhá. Xuống chơi bóng nhá. Ô. Mất rồi. Mọi người nghe thấy rám rít không? Chắc sắp đi vệ sinh rồi. Thế nhá. Không ăn nữa nhá.